Mấy món với cá dưa hồng đựng vừa rồi Helen làm được mọi người ủng hộ nhiệt tình quá, cho nên hôm nay sẽ làm thêm một món nữa vừa thơm ngon hấp dẫn lại được trình bày cực kỳ đẹp mắt để mọi người cùng làm trong dịp Tết sắp tới nhé. Dọn món cá dưa hồng hấp xa xị này lên đảm bảo ai cũng sẽ trầm trồ, vừa thơm ngon mà lại đỡ ngán hơn các món thịt chả ngày Tết rất nhiều luôn đó. Cá dưa hồng Helen mua về làm sạch ruột, đánh vảy bỏ mang, chà sát với muối cho sạch nhớt và tỉa gọn phần vây. Cắt rời phần đầu và đuôi cá rồi dùng dao lóc phi lê phần thân nhưng vẫn giữ lại phần bụng để hai miếng phi lê vẫn liền nhau như vậy nè. Cắt thịt cá thành lát cỡ nửa cm nhưng đừng để đứt phần thịt sát bụng nha. Lật từng lát cá xòe ra rồi đặt đầu và đuôi cá lên dĩa cùng luôn. Thái lát hành tím và tỏi. Đầu hành chẻ nhỏ còn phần lá thì thái rối, gừng thì mình gọt vỏ và thái sợi nha. Helen trang trí thêm vài lá ớt sừng và kỷ tử xen kẽ lên những lát cá cho đẹp mắt. Rắc thêm hành tím thái lát, đầu hành chẻ và gừng sợi lên mình cá cho thơm. Để pha nước sốt hấp cá, Helen cho nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, tiêu và hạt nêm vào chén. Thêm một bí kíp cho món cá hấp có hương vị thơm ngon lạ miệng, chính là xá xị Mirinda nha. Khuấy đều rồi rưới khắp mình con cá và để cỡ 15 phút cho thấm. Cho dĩa cá vào xửng hấp và rót nước cùng với 500 ml Mirinda xá xị vào để món cá hấp dậy mùi thơm xá xị hơn. Hấp chừng 10 phút là cá chín rồi. Phi thơm tỏi gừng rồi rưới phần dầu tỏi gừng lên mình cá, thêm một ít hành lá thái rối nữa. Ăn kèm cơm nóng là đỉnh luôn mọi người ơi. Thịt cá mềm ngọt, không tanh chút nào luôn, lại thơm thoang thoảng mùi hương xá xị của Mirinda, ăn cực cuốn luôn. Phần nước hấp cá có vị ngọt thanh và thơm lừng mùi gừng và tỏi phi nữa. Món này người lớn hay trẻ con gì ăn cũng cực thích luôn nè, nhất là vẫn còn hơn nửa chai xá xị để uống cùng. Thêm ngay món này vào thực đơn Tết nhà bạn nhé.